Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay Trang sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn biết về mức độ hình thành của nám. Thì đây có lẽ là vấn đề các bạn rất quan tâm đây. Nếu như nám da tàn nhang làm cho bạn mất tự tin thì cái mức độ hình thành của nám làm cho bạn đáng sợ hơn rất là nhiều. Nám da là những cái mảng sắc tố melanin hình thành bên dưới làn da, nó đẩy lên ngày một nhiều hơn và nó tạo thành từng cái mảng nhỏ hoặc là chấm tròn hoặc là tập hợp lại thành từng cụm, nó tạo nên một cái mảng nám ở da của các bạn đó. Nó có thể có màu nâu, màu vàng nâu hoặc là nâu sậm, tùy thuộc vào cái mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bạn sẽ thấy tập trung nhiều ở hai bên gò má nè, ở mũi nè, ở trán, ở cằm hoặc là thậm chí quanh miệng nữa. Và mức độ nám da ngày càng một lây lan nhiều hơn. Lây lan ở đây không phải là mọc một đám nám ở đây xong rồi nó lây sang chỗ khác các bạn nhé, mà là do sự tích tụ đủ sắc tố melanin hình thành. Nói đơn giản cho tất cả các bạn dễ hiểu, sắc tố melanin nó nằm ở giữa cái lớp là lớp biểu bì và cái lớp hạ bì đó, thì nó là cái đường gợn sóng ở giữa này. Ở đường đó thì nó có các sắc tố melanin ở đó, và các sắc tố melanin này vẫn hoạt động mỗi ngày, vẫn đưa lên cái bề mặt. Nhưng mà khi nó hoạt động một cách bất thường thì da của bạn sẽ bắt đầu có những cái vết nám hình thành lên. Đơn giản giống như nó là một trong những cái mầm gì đó, một cái hạt đậu. Hạt đậu đó nếu như có đủ điều kiện thì nó sẽ bắt đầu nảy mầm và nó dần 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 trồi lên trên bề mặt da của các bạn. Đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy nó rộng ra và đậm màu, giống như một cái cây cổ thụ đã trưởng thành. Lúc này thì cái chân nám nó đã đi khắp cái khuôn mặt của các bạn rồi. Cho nên là nó rất là bền vững với thời gian, dù bạn có sử dụng rất nhiều những sản phẩm đưa vào nhưng các bạn không điều trị hết. Bởi đơn giản bạn có điều trị tận gốc nám hay chưa? Nếu thật sự bên ngoài có cây cổ thụ thì quá tốt, nó sẽ giúp chống sói mòn cũng như là tạo bóng râm cho chúng ta. Nhưng cây cổ thụ mà là nám da thì đó là một trong những lời cảnh tỉnh cho tất cả các bạn đang sử dụng các dòng kem trị nám, đặc biệt là kem trộn có chứa corticoid hoặc là cái chất kem có chứa quỳnh quang làm trắng da, hoặc là những cái sản phẩm chứa hóa chất độc hại khác ảnh hưởng cho làn da của các bạn. Cho nên đừng bao giờ xem nhẹ, mới thấy những cái đốm li ti thì chúng ta nói là thôi chưa có gì không trị đâu, hoặc là nhiều người đi tìm kem về sức lên để mong cho hết, mà hết thiệt trong vòng vài tuần thôi là cái nám da đó hết. Nhưng mà thực chất nó đang làm cái gì? Nó đang giấu vào sâu bên trong và ngày càng lan tỏa, đến một mức nào đó nó sẽ bùng phát ra và bạn té ngửa với làn da của mình, dường như khả năng điều trị là bằng không khi các bạn đến gặp các bác sĩ da liễu. Khi bạn thấy được mức độ hình thành của nám thì bạn sẽ biết cách điều trị tốt hơn. Vậy một dòng collagen mang đến cho bạn hiệu quả chăm sóc da tuyệt vời, cũng như giúp cho da của bạn trắng sáng và điều trị tận gốc nám da tàn nhang. Nó điều chỉnh lại cái sắc tố bên trong cái làn da của các bạn đó, và nó không cho cái đó để sản xuất ra quá nhiều sắc tố melanin nữa. Đó chính là viên uống Orinel Collagen, một sản phẩm đã được kiểm tra nghiêm ngặt, đánh giá về mặt lâm sàng, chất lượng, an toàn, hiệu quả cho tất cả các bạn khi dùng. Qua hơn 10 năm qua, sản phẩm của chúng tôi được tất cả các bệnh viện da liễu lớn trong cả nước chấp cánh theo dòng thương hiệu này. Vậy tại sao các bạn không dùng? Trang đã nói rồi, còn việc tiếp thu và có sử dụng sản phẩm hay không là do chính tất cả các bạn. Muốn quyết định làn da của mình như thế nào, đó là quyền của các bạn. Và quyền của Trang chỉ là giúp cho bạn hiểu rõ về vấn đề để bạn chọn được một dòng sản phẩm tốt nhất để đồng hành mà thôi. Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là nguyenthithytrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.